Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây Hoa Kỳ trừng phạt mạng lưới tại Trung Quốc trợ giúp chương trình phi đạn của Bắc Hàn Cựu đại nhất phụ nhân Melania lập nên kỷ lục vào 9 ngày bầu cử ngày 5 tháng 11 Blas Lee Mater chỉ trích đảng Dân Chủ vì tôn bà Harris lên Và sau đây là phần thông tin chi tiết Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đang trừng phạt một mạng lưới có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc đóng vai trò trong việc mua sắm vật phẩm cho các chương trình không gian và phi đạn đạo của ông Bắc Hàn. Trong một tuyên bố của Bộ Ngân Khố, mạng lưới mua sắm bị cáo buộc này bao gồm 6 cá nhân và 5 tổ chức ở Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngân Khố Brian Nelson cho biết, việc Bắc Hàn tiếp tục phát triển và phổ biến các công nghệ phi đạn đạo vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là vừa vô trách nhiệm vừa gây bất ổn cho cả khu vực lẫn cộng đồng quốc tế. Các chương trình của Bắc Hàn chủ yếu dựa vào nguyên liệu và linh kiện có nguồn gốc ngoại quốc mà nước này không thể sản xuất được trong nước. Thưa quý vị, Bộ Ngân Khố cho biết, sau cá nhân, Trần Thiên Sinh, Yu Cha -xin, Han Te Chen, Si Xi An -hui, Shi và Wang Tung Lăng đã làm việc để cung cấp phần cứng, bao gồm các linh kiện điện tử và hợp kim kim loại để phát triển vũ khí của Bắc Hàn. Họ đã bị trừng phạt theo một đạo luật nhắm vào những bên phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD và những người ủng hộ họ. Vụ việc này chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt những khiếu nại của Hoa Kỳ, cáo buộc rằng các mạng lưới có trụ sở tại Trung Quốc đang tích cực trợ giúp các chương trình vũ khí của những quốc gia độc tài, trong đó có Bắc Hàn, Iran và cả Nga. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn và Nga gia tăng sự phối hợp để làm suy yếu các lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Chẳng hạn, Giới lãnh đạo cộng sản của Trung Quốc đã hứa sẽ ủng hộ vững chắc Iran ngay sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Tương tự, Nga đã sử dụng quyền lực của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phụ quyết việc gia hạn một nhóm chuyên gia được giao nhiệm vụ giám sát các hành vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Bắc Hàn. Tạo thuận tiện để cho các quốc gia tránh bị phát hiện Tương tự như vậy, thì Bắc Hàn đã vận chuyển hàng ngàn container đến Nga để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Do đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mueller nói trong một tuyên bố rằng, những nỗ lực tại Trung Quốc nhằm trợ giúp Bắc Hàn phát triển vũ khí nên được xem là gián tiếp giúp sức cho nỗ lực chiến tranh của Nga. Cầu đại nhất phụ nhân Melania lập nên kỷ lục vào 9 ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Quý vị thân mến, là người vợ thứ ba của ông Trump, bà Melania là nhân vật bí ẩn với công chúng kể từ khi ông Trump ra tranh cử năm 2016. Ngay cả trong thời gian làm đệ nhất phu nhân, bà vẫn bảo vệ quyền riêng tư của mình, tập trung sức lực vào việc nuôi dạy cậu con trai Baron và quảng bá chương trình từ thiện Be Best của mình. Chương trình này được thiết kế để nâng cao sức khỏe xã hội, tình cảm và thể chất của trẻ em. Nhưng trong lần xuất hiện này, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà sẽ chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh chưa bao giờ được xuất hiện với công chúng bằng cuốn hồi ký đầu tiên vào mùa thu này. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 7, cựu đệ nhất phu nhân đã thông báo tin này trên trang web của mình. Cuốn sách mới có tựa đề Melania. Trong một thông cáo báo chí, văn phòng của Melania viết, Bà kể câu chuyện mạnh mẽ và đầy cảm hứng về một người phụ nữ đã đi theo con đường của riêng mình, vượt qua nghịch cảnh và xác lập thành tích cá nhân. Thông cáo báo chí tiếp tục, cựu đệ nhất phu nhân mời độc giả vào thế giới của bà, mang đến cho độc giả bức chân dung bí ẩn về một người phụ nữ đã sống một cuộc đời phi thường. Cuốn sách Melania chứa đựng những thông tin chưa từng có về những mối quan hệ cá nhân của bà và những bức ảnh gia đình chưa từng được chia sẻ với công chúng. Theo thông cáo báo chí, cuốn Melania sẽ được Skyhorse Publishing xuất bản tại Hoa Kỳ. Nhà xuất bản này nổi tiếng với việc xuất bản những tác phẩm của những nhân vật ủng hộ ông Trump như là cựu thị trưởng New York Rudolph Giuliani và luật sư nổi tiếng Alan Dershowitz. Cuốn hồi ký gồm hai ấn bản khác nhau, phiên bản sưu tập và phiên bản hồi ký. Phiên bản sưu tập được in màu, mỗi bản đều có chữ ký của tác giả và được bán với giá 150 đô. Phiên bản hồi ký được bán với giá 40 đô, ấn bản có chữ ký của tác giả được bán với giá 75 đô, chứa 48 trang với những bức ảnh mà công chúng chưa từng thấy trước đây. Cả hai phiên bản đều có thể đặt hàng trước thông qua trang web của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump.com. Dù trang web của bà Melania không liệt kê ngày xuất bản chính xác, nhưng các đơn hàng cho thấy thời gian giao hàng là từ 12 đến 16 tuần. Dựa trên khung thời gian này, cuốn sách dự kiến sẽ được xuất bản vào khoảng ngày 5 tháng 11, ngày bầu cử Mỹ. Trong khi Melania Trump vẫn khá kín tiếng sau khi rời tòa Bạch Ốc, bà vẫn xuất hiện tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tuần trước trong bộ vest Dior màu đỏ, ủng hộ chồng bà. Người đã có bài phát biểu đầy cảm xúc khi ông chính thức chấp nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa cho chức Tổng thống. Sự xuất hiện của họ diễn ra chưa đầy một tuần sau vụ ám sát Tổng thống Trump, khiến bà phải đưa ra một tuyên bố cảm động. Khi tôi chứng kiến viên đạn dữ dội đó bắn trúng chồng tôi, Donald, tôi nhận ra cuộc sống của tôi và Baron đang trên bờ vực của sự thay đổi tàn khốc. Bà nói vào thời điểm đó, tôi biết ơn các mật vụ và nhân viên thực thi pháp luật dũng cảm đã liều mạng để bảo vệ cho chồng tôi. Cuối cùng, bà kêu gọi đoàn kết và nói rằng, một con quái vật nhận ra chồng tôi là một cỗ máy chính trị vô nhân đạo đã cố gắng khơi dậy niềm đam mê của Donald tiếng cười, sự khéo léo, tình yêu âm nhạc và nguồn cảm hứng của ông. Những khía cạnh cốt lõi trong cuộc sống của chồng tôi, khía cạnh con người của ông đã bị chôn vùi dưới cỗ máy chính trị. Plasley Mater chỉ trích đảng Dân Chủ vì tôn bà Harris lên. Kính thưa quý vị, tổ chức Black Lives Matter mạng sống người da đen quan trọng cáo buộc đảng dân chủ đang cố gắng thao túng cử tri da đen bằng cách bổ nhiệm bà Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống giả định mà không thông qua bỏ phiếu công khai. Cụ thể trong một tuyên bố dài vào ngày 23 tháng 7, tổ chức BLM vốn thường liên kết với đảng dân chủ đã lên án sự thay đổi nhanh chóng này. Giới tình hòa của đảng Dân Chủ và các nhà tài trợ tỷ phú đang cố gắng thao túng các cử tri da đen bằng cách trao cho bà Kamala Harris và một phó tổng thống chưa biết là ai tấm vé mới của đảng Dân Chủ mà không có phiếu bầu sơ bộ của công chúng. Sự coi thường trắng trợn các nguyên tắc Dân Chủ là không thể chấp nhận được. Mặc dù kết quả đầy hứa hẹn về nhiệm kỳ tổng thống của bà Harris có thể mang tính lịch sử, nhưng quá trình đạt được nó phải phù hợp với các giá trị Dân Chủ thực sự chúng tôi không biết quan điểm của bà Harris về vấn đề này là gì và chúng tôi không biết về lý lịch của phó tổng thống tiềm năng mà bà ấy chọn vì chúng tôi thậm chí còn chưa biết đó là ai nếu đăng cử thì bà Harris sẽ là nữ tổng thống đầu tiên và là tổng thống da đen thứ hai của Hoa Kỳ nếu được xác nhận là ứng cử viên của đảng dân chủ bà sẽ là ứng cử viên tổng thống đầu tiên trong vòng 56 năm tranh cử vào tòa bạch ốc mà không hề tham gia một cuộc bầu cử sơ bộ nào BOM được thành lập vào năm 2013 để phản đối việc tha bổng cho ông George Zimmerman, người đã bắn một thiếu niên da đen để tự vệ vào năm 2012. Tổ chức này trở nên phát triển sau vụ cảnh sát giết thêm hai người Mỹ gốc Phi là Michael Brown và Eric Garner vào năm 2014 và trở nên nổi tiếng toàn cầu bằng cách đã tổ chức các cuộc biểu tình sau cái chết của ông Cosplay trong lúc bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2020. Hoạt động của BOM chủ yếu tập trung vào vấn đề tư pháp hình sự và cải tổ hệ thống cảnh sát, những vấn đề mà bà Harris đã đề cập trong chiến dịch năm 2020. Trong khi các cuộc biểu tình về cái chết của ông George Floyd leo thang thành bạo lực, bà Harris lại kêu gọi các giảm ngân sách cho các sở cảnh sát và hối thúc những người ủng hộ mình quyên góp cho quỹ bảo lãnh những kẻ bạo loạn và giết người. Tuy nhiên, trong đợt tranh cử tổng thống ngắn ngủi của mình vào năm 2019, bà Harris đã bị các nhân vật cấp tiến tấn công về lý lịch của bà trong thời gian làm tổng trưởng lý California từ năm 2011 đến năm 2017. Cựu ứng cử viên tổng thống Tosti Gabba lưu ý trong một cuộc tranh luận vào năm 2019 rằng, trong khoảng thời gian đó, bà Harris đã ngăn chặn những bằng chứng có thể giải thoát một người đàn ông vô tội khỏi án tử tù, giữ nhiều người trong tù lâu hơn mức án của họ để sử dụng họ như lao động giá rẻ. Và bà ấy đã đấu tranh để duy trì hệ thống bảo lãnh bằng tiền mặt. Bà Gabba khẳng định rằng bà Harris đã duy trì một hệ thống tư pháp hình sự suy nhược, tác động một cách tiêu cực và không cân đối đến người da đen và da nâu trên khắp đất nước này vào ngày nay. Thưa quý vị, lãnh đạo BLM Saloma Bauer cho biết trong một tuyên bố, đây không phải là cuộc tấn công nhằm vào bà Kamala Harris hay phụ nữ da đen. Và hiện tại, chúng tôi không đặt câu hỏi về trình độ hoặc khả năng của bà Kamala. Đây là về quy trình đề cử. Thay vì tôn bà Harris lên, BLM kêu gọi đảng Dân Chủ tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ trực tuyến nhanh chóng trước hội nghị vào tháng 8 những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do emily và cộng sự thực hiện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post